Chúng ta bước sang chữa câu tự luận số 1 của đề AM năm 2007. Đề bài là bốn bạn xuân hạ thu đông chơi đấu cờ. Mỗi bạn thi đấu một ván với từng người còn lại. Và mỗi ván thắng thì được 1 điểm, hòa được 0,5 điểm và thua 0 điểm. Biết trong các ván cờ thì có 3 ván hòa, hạ được 1,5 điểm. Thu và đông mỗi người được 1 điểm. Hãy tính số điểm của Xuân và cho biết kết quả ván cờ giữa Xuân và Hạ. Đây là một bài toán tương đối phức tạp, bởi vì là nó chứa rất là nhiều cái dữ kiện chồng chéo nhau. Bốn bạn này, Xuân Hạ Thu Đông này. Đấy. Rồi đấu cờ thì là có số ván cờ này, có số ván thắng, số ván thua, số ván hòa. Rồi số điểm. Đấy. Số điểm của mỗi người. Đấy. Rồi là lại có những cái ván mà mình phải so sánh là đấu với nhau thì bạn thì kết quả thế nào? Như vậy đây là một bài toán rất là phức tạp. Và nó thuộc cái phần suy luận logic. Thế thì chính vì thế mà chúng ta cũng cần phải có những cái phương pháp tóm tắt làm sao cho nó khoa học. Đấy. Thế thực ra bài này thì thầy làm rồi. Cho nên là thầy rút ra được một cái phương pháp để mà tóm tắt theo một cái bảng. Đấy, theo một cái bảng. Còn nếu mà làm lần đầu tiên thì các con cũng có thể là cũng có thể học cái cách tóm tắt bằng cái bảng làm sao cho nó khoa học. Đấy, nhưng mà nói chung là chúng ta vẫn phải rèn luyện cái kỹ năng tư duy. Trong cái bảng này thì thầy có 1, 2, 3, 4, 5 cái cột. Cái cột thứ nhất là cột thắng này, cột thứ nhất là thầy điền tên của bốn bạn là Xuân, Hạ, Thu, Đông. Đấy, Xuân, Hạ, Thu, Đông. Ở cái cột thứ nhất là thầy sẽ điền cái điểm, cái số trận thắng của mỗi bạn. Tức là ví dụ bạn Xuân thắng mấy trận thì ghi vào đây, bạn Hạ thắng mấy trận thì ghi vào đây, Thu thắng mấy trận thì ghi vào đây, Đông thắng mấy trận ghi vào đây. Cái cột thứ hai là cột hòa. Tức là ví dụ Xuân hòa một trận thì ghi vào đây. Đấy, Thu hòa một thì ghi vào đây. Tương tự cột thua cũng vậy. Cái cột cuối là cột điểm số của mỗi người ta tính tổng điểm nhá. Ví dụ như là Xuân được mấy trận thắng, mấy trận hòa, mấy trận thua và tổng điểm là bao nhiêu thì ta ghi vào đây. Đây là tổng điểm của Hạ, còn đây là tổng điểm của Thu, Đông. Đấy. Thế thì chúng ta sẽ đi điền một số dữ kiện vào cái bảng này. Thứ nhất là mỗi bạn thi đấu một ván với từng người còn lại. Thì ta sẽ phân tích cái này. Mỗi bạn, chúng ta có bốn bạn là Xuân, Hạ, Thu, Đông. Xuân, Hạ, Thu, Đông. Mỗi bạn, ví dụ như là bạn Xuân, sẽ đấu một ván cờ với từng người còn lại. Như vậy là Xuân sẽ đấu với Hạ một ván, sẽ đấu với Thu một ván và sẽ đấu với Đông một ván. Đấy. Thì đây là Xuân đấu với mỗi bạn. Đúng nào, còn lại. Đấy, như đấu một ván thôi. Thế đến lượt Hạ. Đến lượt Hạ. Thì Hạ đấu với Xuân rồi, cho nên Hạ sẽ đấu với Thu và với Đông. Đến lượt Thu thì Thu đã đấu với Hạ và với Xuân rồi, nên Thu sẽ đấu với Đông một trận nữa. Đấy. Như vậy chúng ta sẽ có tất cả là 1, 2, 3, 4, 5 và 6 ván cờ. Đấy. Thì chúng ta có tất cả là 6 ván cờ, được chưa nào? Thì mình hiểu là ở đây mình khai thác cái dữ kiện để mình tìm được như thế. Mình hiểu về cách người ta đấu và mình tính được tổng số ván cờ. Như vậy chúng ta có tất cả là 6 ván nhé. Thầy ghi về tất cả là 6 ván. Tổng 6 ván. Tổng 6 ván cờ. Rồi, bây giờ mỗi ván thắng thì được khoảng 1 điểm. Mỗi một cái ván thắng này thì được 1 điểm.
mỗi ván hòa thì được 0,5 điểm và mỗi ván thua thì được 0 điểm. 0 điểm. Tiếp theo là biết trong các ván cờ thì có 3 ván hòa. 3 ván hòa. Đây thầy sẽ ghi xuống dưới này là 3 cái cột hòa đây. Sẽ có 3 ván hòa. Tiếp theo là bạn Hạ thì được 1,5 điểm. Đây là số điểm của Hạ, thầy sẽ ghi ở bên này, đây là Hạ. 1,5 điểm. Thu và Đông mỗi người được 1 điểm. Đây là điểm của Thu, thầy ghi ở cột cuối cùng là 1 điểm. Đấy, điểm nhá. Còn của Đông cũng được 1 điểm. Đấy. Của Xuân thì chưa biết. Bây giờ người ta hỏi là hãy tính số điểm của Xuân và cho biết kết quả ván cờ giữa Xuân và Hạ. Thế thì người ta sẽ hỏi hai cái ý và mình cần phải trả lời hai ý. Cái thứ nhất là điểm của Xuân. Ý thứ nhất là điểm của Xuân. Xuân được bao nhiêu điểm? Xuân được bao nhiêu điểm? Đấy. Và ý thứ hai là kết quả ván cờ giữa Xuân và Hạ. Xuân và Hạ là như thế nào? Kết cờ kết quả này. Ai thắng, đúng nào? Thì kết quả thì nó chỉ có ba cái loại thôi, là thắng thì ai thắng hay là hòa thì phải mình phải ghi rõ, là ví dụ Xuân thắng Hạ hay Hạ thắng Xuân hay là hòa. Đấy, hai ý. Rồi như vậy là mình đã đưa lên cái bảng này gần như là đầy đủ các cái dữ liệu rồi, dữ kiện rồi. Bây giờ chúng ta sẽ đi tư duy để tìm cách giải quyết từng cái câu hỏi của bài toán. Như vậy ta có này, tổng số ván này, 3 ván hòa này. Ở đây chúng ta chú ý một cái là thầy sẽ ghi những cái gì lên trên các cái ô này. Các cái ô này, các cái ô này là số ván. Số ván. Đấy. Thầy lấy ví dụ như là bạn Xuân hòa một ván chẳng hạn. Đấy. Thế thì bạn Xuân phải hòa với ai đó, đúng không nào? Thế thì khi đó cái ván hòa này thì thầy sẽ ghi 1 ở trên chỗ Xuân này. Và chẳng hạn như bạn Xuân Hạ hòa với bạn Hạ thì khi đó Hạ cũng được hòa một ván, ví dụ thế. Thế thì như vậy là một ván hòa thì sẽ được ghi 2 lần ở chỗ Xuân và Hạ, đúng chưa nào? Vì vậy cho nên là để cho tiện trong cái việc là tính tổng các cái lần ghi này, tổng các cái lần ghi này, thì mình sẽ gọi mỗi một, ví dụ một ván ấy, là mình sẽ giả sử là mình phát cho, sau khi mà đấu xong thì mình phát cho mỗi bạn một cái phiếu. Đấy, cái phiếu đó có thể là phiếu hòa, có thể là phiếu thắng hoặc là phiếu thua. Ví dụ trong một ván cờ mà hai bạn hòa nhau thì mỗi bạn sẽ được phát một cái phiếu hòa. Được chưa nào? Thì thầy gọi cái cột, cái dòng cuối cùng này là số phiếu. Phiếu nhé. Số phiếu. Ví dụ nhá, Xuân và Hạ đấu với nhau và hòa thì thầy sẽ phát cho Xuân một cái phiếu hòa và Hạ một cái phiếu hòa. Đấy, để chúng ta tiện ghi cái số này, theo dõi cái số này. Thế còn chẳng hạn như là Xuân thắng Hạ chẳng hạn, thì Xuân thắng, đúng nào? Xuân ở, thầy sẽ ghi cột thắng của Xuân là một phiếu thắng. Và của Hạ là gì? Là thua thì phải cho Hạ một phiếu thua. Như vậy cứ mỗi một trận như thế thì ta phát ra hai cái phiếu. Đấy, cùng phát phiếu hòa hoặc là phát một phiếu thắng một phiếu thua cho cái người thắng và thua tương ứng. Thế thì chúng ta thấy là các con chú ý nhé. Như vậy là nếu như tổng số ván đấu là 6 ván thì sẽ phải phát ra tất cả là 6 x 2 bằng 12 phiếu. Đúng chưa nào? 12 cái phiếu này. Đấy. Chúng ta chú ý như thế. 12 phiếu này. Thế còn có 3 ván hòa
3 ván hòa. Cho nên là gì? 3 ván hòa thì mỗi ván phát ra 2 phiếu hòa. Vì vậy chúng ta có tất cả là 6 nhân 2 bằng 6 phiếu hòa. Phiếu hòa nhé. Thì thầy sẽ ghi cái số phiếu ở đây, đây là tổng số phiếu này của cả tất cả các cái trận hòa. Đấy, tất cả các bạn được hòa là tổng là 6 phiếu hòa. 6 phiếu ở cột hòa nhé. Cho nên là 6 phiếu hòa. Đấy. Rồi, bây giờ như vậy là nếu có 3 trận hòa thì sẽ có 3 trận phân biệt thắng thua, đúng nào? 3 trận phân biệt thắng thua. Và vì 3 trận ấy, có người thắng có người thua nên là sẽ ban tổ chức đã phát 3 cái phiếu thắng cho 3 người thắng và 3 cái phiếu thua cho 3 người thua. Vì vậy cái chỗ này này, ở cái cột thắng đây, thầy sẽ có 3 phiếu thắng. Đấy, nhá, 3 phiếu thắng. Còn đây là cột thua thì sẽ có 3 phiếu thua. Cái này là cái kinh nghiệm mà để thầy giảng cho các bạn hiểu thôi. Chứ còn thực ra cái bài này là một bài tương đối là phức tạp. Và nếu chúng ta làm chưa quen thì rất là khó để tư duy chứ không phải đơn giản. Còn cái gì cần phải tiếp không? Bây giờ thế này. Chúng ta sẽ tư duy từ cái yêu cầu thứ nhất là xem Xuân được bao nhiêu điểm. Thế ở đây tính về số điểm, xét về số điểm thì chúng ta thấy là Hạ được 1,5 điểm, Thu được 1 điểm, Đông được 1 điểm. Chúng ta biết điểm của ba bạn rồi, có mỗi bạn Xuân là chưa biết thôi. Thế thì giá như mà chúng ta biết được tổng số điểm, đấy, tổng số điểm mà tất cả các bạn giành được thì ta trừ đi điểm của Hạ, của Thu, của Đông sẽ ra của Xuân. Thế thì bây giờ ta có thể tính được không? Tính được tổng số điểm không? Thì ta dựa vào nhé. Như vậy là cứ ở đây ấy, thầy có 3 cái phiếu thắng. Mỗi phiếu ở đây là được 1 điểm. Như vậy là chỗ này là tổng số trận thắng là 3, có 3 cái phiếu thắng này. Thì tổng đây là 3 điểm. Đúng nào? Đây là có 6 phiếu hòa. Mà mỗi phiếu là 0,5. Cho nên là 6 nhân với 0,5 cũng được 3 điểm ở đây. Đấy. Đúng chưa nào? Tổng số phiếu hòa mà mỗi phiếu hòa là 0,5 điểm. Nên những cái trận hòa, những cái phiếu hòa ấy là tổng điểm là 3. Thế còn thua thì 0 điểm. Thế thì như vậy là 3 phiếu hòa, 3 phiếu thắng là được 3 điểm và 6 phiếu hòa cũng được 3 điểm. Cho nên tổng số điểm của 6 cái ván này chính là 6 điểm, 3 cộng với 3 bằng 6. Thế thì ta sẽ ghi điểm tổng cộng vào đây của tất cả đây là 6 điểm nhá. Đúng chưa nào? Như vậy tổng điểm của tất cả các trận là 6 điểm. Mà của Hạ được 1,5 điểm. Thu 1, Đông 1 thì ta lấy 6 ta trừ dần đi chúng ta sẽ ra của Xuân, đúng nào? Như vậy tổng điểm của Xuân sẽ là gì? 6 trừ 1,5 của Hạ trừ 1 của Thu và trừ 1 của Đông thì chúng ta sẽ được là 2,5 điểm. Đấy. Và đây là cái kết quả đầu tiên mà chúng ta tính ra được. Như vậy Thu ở Xuân là 2,5 điểm. Đấy, thầy tìm ra cho chúng ta khoanh một cái nhá. Và chúng ta ghi vào đây là 2,5 điểm. Rồi, một ý đã xong. Ý thứ hai là người ta muốn hỏi cái số cái trận giữa Xuân và Hạ thì là ai thắng ai thua, hay thắng thua, ai thắng hay là hòa. Thế thì để mà đi tìm cái kết quả của cái ván đấu ấy thì chúng ta không chỉ dựa vào số điểm được, đúng nào? Hay là số số phiếu được. Đấy. Chúng ta phải dựa nhưng mà phải lập luận, phải đi tìm xem là ta đi khảo sát xem là liệu cái ván của Xuân và Hạ đấy, ta phải đi khảo sát rất là nhiều cái trường hợp. Đấy. Và lập luận làm sao cho nó có một logic để đưa ra được một cái phương án đúng nhất. Đúng nào? Phương án đúng nhất. Đấy. Hay là hoặc là thậm chí là một phương án duy nhất đúng thôi. Thế còn sẽ có rất nhiều phương án sai. Thông thường một bài toán suy luận tư duy logic nó là như thế.
Thế thì ta sẽ đi khảo sát. Mà muốn đi khảo sát ấy, thì ta phải dựa vào xem là xuân thắng hay thua, hòa hạ thắng hay thua, thu thắng hay thua. Đấy, ta đi khảo sát các phương án. Thế thì đầu tiên ấy, là mình thử xem là với cái số điểm này này thì các bạn sẽ có các cái trận số trận thắng và trận thua như thế nào. Đấy, ví dụ xuân được 2,5 điểm thì sẽ có mấy trận thắng, mấy trận hòa và mấy trận thua. Đấy, sẽ được những cái phiếu nào. Thế thì mình sẽ đi khảo sát cái này. Thực ra chúng ta lập luận cũng được. Ví dụ xuân được 2,5 điểm thì ta xem là có cái phương án nào. Chẳng hạn như là xuân thắng một trận thì sao, hai trận thì sao, đúng không nào? Thì liệu là đưa ra một phương án duy nhất để mà làm sao xuân được đúng 2,5 điểm. Đấy, cũng được. Nhưng mà bởi vì ở đây có khá là nhiều cái mức, cho nên là thầy sẽ đi khảo sát chung. Đấy, là để khảo sát các trường hợp có thể xảy ra. Thực ra nó hơi dài một chút, nhưng mà chúng ta xét được luôn cái trường hợp này. Cái khảo sát như thế nào? Chúng ta khảo sát là mỗi một người nhá, một người nào đó, một ai đó. Đấy. Bây giờ nếu số trận thắng này, số trận thắng là thầy ghi ở cột thứ nhất này. Đấy, số trận thua này, số trận hòa trước đi. Đây là số trận thắng nhá. Đấy, số trận hòa. Hòa. Đấy, rồi số trận thua. Và điểm. Đây. Đấy. Chúng ta xem có những cái phương án nào. Thắng, hòa, thua. Bây giờ trường hợp thứ nhất ấy, là thắng 1. Thầy xin lỗi, cho thắng nhiều nhất đi, thắng cả 3 trận đi. Mỗi người chỉ đấu có 3 trận nhé, chú ý. Đấy, còn một cái phương án nữa là mỗi người chỉ đấu có 3 trận thôi. Mỗi người 3 trận. Mỗi người 3 trận. Đấy, không được đấu nhiều hơn. Bây giờ nếu mà mỗi người thắng, ai đó mà thắng cả 3 trận, tức là hòa 0 trận và thua 0 trận, thì thắng được 1 điểm. 1 x 3 bằng 3, vậy tổng số điểm của người đó sẽ là 3. Đây là phương án thứ nhất. Phương án thứ hai là thắng 2. Thắng 2 thì còn 1 trận. Đúng nào? Thắng 2 là còn 1 trận. Thế cái trận còn lại có thể là hòa hoặc là thua. Như vậy ở đây có 2 phương án nữa. Một là hòa 1 và thua 0, hoặc là không hòa và thua 1. Đấy. Như vậy đều là 2 thắng. Ta có 2 phương án nữa. Ta tính điểm của phương án trên này. 2 x 1 là 2, cộng với 1 x 0,5, tức là cộng với 0,5 nữa. 2 x 1 cộng với 0,5 ta được 2,5 điểm. Đấy. Như vậy phương án này là 2,5 điểm. Thế còn thắng 2 nhân với 1 là 2 điểm, và thua 1 thì không được điểm, nên được 2 điểm. Đấy. Phương án thứ 3 là gì? Phương án thứ 3 là thắng 1 trận. Thắng 1 trận. Thắng 1 trận thì sẽ còn 2 trận nữa. 2 trận nữa thì nó có xảy ra những trường hợp như thế này. Thứ nhất là hòa cả 2 và thua 0. Thứ hai là hòa 1, thua 1. Và thứ ba là hòa 0 và thua 2. Đấy. Đúng chưa nào? Có 3 phương án. Như vậy là cùng là 1 thắng. Đấy, như ta có sẽ có 3 phương án. Thế thì cái phương án trên này, thắng 1 được 1 điểm, cộng với hòa 2 được thêm 2 x 0,5 là 1 nữa, thành 2. 2 điểm. Thắng 1 được 1 điểm, hòa 1 thì cộng thêm 0,5 ta được 1,5. Thắng 1 là được 1, không điểm thua, thua 2 thì không điểm. Như vậy phương án này được 1 điểm. Đấy. Rồi, bây giờ ta khảo sát tiếp trường hợp thứ tư cuối cùng. Là trường hợp mà không thắng trận nào. Không thắng trận nào. Thế nếu như không thắng trận nào ấy, thì có nghĩa là sẽ còn 3 trận. Thì nó sẽ có xảy ra mấy trường hợp là hòa cả 3,
và không thua. Đấy. Trường hợp thứ hai là gì? Hòa 2 và thua 1. Trường hợp thứ ba là hòa 1, thua 2 và trường hợp cuối cùng là không hòa, thua cả 3. Đấy. Thế thì ở đây là đều là không trận thắng. Và ta tính điểm nhé, ta tính nhanh, 3 x 0,5 là 1,5. Phương án này là 2 x 0,5 là 1. Phương án này là 1 x 0,5 là 0,5. Còn phương án này thì 3 x 0 là 0. Đấy. Đây là tất cả những cái khả năng, tất cả những khả năng mà chúng ta thống kê được, khảo sát được. Sở dĩ thầy khảo sát chung bởi vì là nó liên quan đến điểm của 4 bạn, cho nên là ta cần phải xét khá nhiều. Bây giờ ta xem là bạn Xuân được 2,5 điểm thì có thể xảy ra trường hợp nào. Thì chúng ta thấy là toàn trong các cái khả năng vừa trên đây ấy, chỉ có một khả năng duy nhất được 2,5 điểm, đó là thắng 2 và hòa 1. Đúng chưa nào? Thì thực ra cái điều này chúng ta cũng có thể là lập luận được. Đấy. Nhưng mà ta chỉ ra là vì bạn Xuân được 2,5 điểm cho nên bạn ấy thắng 2 và hòa 1. Tức là bạn ấy hai lần phiếu thắng và một lần nhận được phiếu hòa. Đấy. Thế thì chúng ta sẽ ghi cái số đầu tiên nhá. Cái bước này chúng ta sẽ ghi vào đây. Xuân sẽ nhận được hai lần phiếu thắng và một lần phiếu hòa. Cái này là chắc chắn, không thể sai được. Chúng ta có thể ghi tròn vào để khẳng định là chắc chắn là như thế, không thể sai được. Bây giờ tiếp theo là Hạ. Hạ được 1,5 điểm. Thì ta xem là trong cái bảng khảo sát của ta đây có những trường hợp nào bằng 0,5 điểm. Thì chúng ta nhận ra là có hai trường hợp có thể được 1,5 điểm. Đấy là trường hợp thứ nhất là gì? Trường hợp 1 đây này nhá. Đấy, và trường hợp 2 đây. Trường hợp thứ nhất là một thắng, một hòa, một thua. Một thắng thì được một hòa, một thua. Trường hợp thứ hai là hòa cả 3 thì đều được 1,5 điểm. Đấy. Đây là của Hạ. Như vậy Hạ của ta có hai phương án. Thì thầy ghi cái phương án nhỏ nhỏ thôi. Đấy, phương án thứ nhất là 1 1 1 1, đúng nào? Đây, phương án thứ nhất là thầy ghi đến góc này nhá. 1 này. 1 này. 1 này. Thì ta hình dung đây là phương án thứ nhất của Hạ. Phương án thứ hai là 0 3 0, tức là phương án thứ hai của Hạ là 0 0 chứ không phải 3. 0 này. 3 này. 0 này. Đấy, đây là hai phương án nhá của Hạ, có thể ở trên hoặc là có thể ở dưới. Bây giờ ta đi xem của Thu và của Đông thì cùng được 1 điểm. Như vậy là Thu và Đông thì cái khả năng là giống nhau. Trong cái bảng khảo sát của ta ấy, có hai cái trường hợp mà được 1 điểm. Đấy là 102 và 021. Đấy. Thì Thu và Đông đều có thể một trong hai phương án này. Thì ta sẽ ghi cái số, cái phương án của Thu và Đông vào. Đấy là 102 và 021. Đấy. Thu trước nhé. 102 có nghĩa là 1 thắng, còn 2 thua thì cũng được 1 điểm. Và 2 đâu nhỉ? Đây, 211. Hoặc là 2 thắng. À thầy xin lỗi, đây là 011. Đâu nhỉ? Đây không, à 021. Tức là không thắng trận nào, 2 trận hòa và 1 trận thua thì cũng được 1 điểm, đúng chưa nào? Và của Đông cũng như vậy, của Đông cũng có hai phương án này là 102 hoặc là 021. Đấy. Thầy ghi nhỏ nhỏ như thế để tí nữa chúng ta đỡ phải nhìn lại thôi. Và chúng ta hoàn toàn có thể xóa cái bảng này đi được, bởi vì sau khi khảo sát thì ta thấy là Xuân thì chắc chắn đấy, có hai trận thắng, một trận hòa. Còn Hạ thì có hai phương án này là 111 và 030. Thu thì có hai phương án là 102 và 022, 021. Đấy, Đông cũng thế. Thế thì đây là cái phương án, thầy xóa cái bảng này đi cho nó đỡ rối.
Đấy là, như vậy là chúng ta đã khảo sát các cái phương án có thể điểm của mỗi bạn rồi. Thế thì bây giờ ta đi xét xem là muốn biết cái số trận, à cái trận của Xuân và Hạ này là có kết quả như thế nào, thì chúng ta phải đi lập luận một số trường hợp. Ở đây Hạ có hai trường hợp, một là 1-1-1, thắng 1, hòa 1, thua 1. Trường hợp thứ hai là thắng 0, hòa 3, thua 0, bởi vì Hạ được 1,5 điểm. Thế thì ta đi xét hai trường hợp của Hạ. Đúng nào? Trường hợp thứ nhất là 1-1-1, trường hợp thứ hai là 0-3-2, à 0-3-0. Đấy. Nhưng mà quy tắc này, nếu như cái trường hợp nào nó có lý thì mình nên để nó ở sau cùng. Thế còn trường hợp nào nó vô lý thì mình nên xét trước. Đấy. Thế thì thầy đã làm cái bài này rồi, và thầy đã xét cả hai phương án này rồi. Ban đầu thầy xét cái phương án trên trước, nhưng mà thấy nó hợp lý. Đấy, cho nên thầy chuyển xuống phương án dưới thì thầy thấy nó vô lý. Và như vậy ta loại cái phương án dưới thì ta sẽ được là phương án trên là chắc chắn. Và đấy là kinh nghiệm để trình bày tự suy luận logic là như thế. Cho nên là thầy sẽ trình bày cái phương án dưới trước. Tức là ta giả sử Hạ là gì? 0, 3, 0. Đúng nào? Như vậy ta giả sử này, 0, 3, 0 nhé. Cái trường hợp thứ nhất là Hạ 0, 3, 0 có nghĩa là gì? Thắng 0. Thắng 0. Hòa 3. Và thua 3. Đấy. Có nghĩa là Hạ hòa cả 3 ván. Hay nói cách khác là hòa, Hạ được 3 phiếu hòa. Đúng như nào? Thì thầy sẽ đi khảo sát cái trường hợp đấy trước. Chúng ta sẽ dùng một cái màu khác một chút. Khác một chút nhá. Đây. Trường hợp thứ nhất là Hạ hòa 3 ván và không thắng cũng không thua. Thì bạn ấy được 1,5 điểm, đúng không nào? 3 nhân 0,5 bằng 1,5 điểm. Như vậy là cái thông số điểm này là đúng rồi, không có gì sai cả. Đúng không nào? Không có gì sai cả. Thế nhưng mà bây giờ làm bây giờ ta xét tiếp này. Thế thì có cái gì sai không? Đấy. Cái liên quan đến 3 này, con số 3 này, con số 0, con số 0 này. Thì liên quan đến con số 3 này thì có hai cái, hai là cái hàng thì 3 điểm hòa thì được 1,5. Cái hàng này ấy, thì hợp lý rồi. Đúng rồi. Thế cái cột thì sao? Cái cột thì nó có một cái là tất cả có 6 phiếu hòa. Đấy. Mà Xuân 1 phiếu, Hạ 3 phiếu. Đúng chưa nào? Xuân 1 phiếu, Hạ 3 phiếu. Thế thì từ đó ta trừ đi, ta lấy 6 phiếu hòa này, ta trừ đi 1 phiếu của Xuân và 3 phiếu của Hạ, chúng ta còn được 2 phiếu. Đúng nào? Còn được 2 phiếu nữa. Thì Thu và Đông, đấy, 2 phiếu nó sẽ phân bổ cho hai cái ô này. Tức là Thu và Đông sẽ nhận được tổng cộng là 2 phiếu hòa. Đấy, 2 phiếu hòa nhá. Thế thì bây giờ ta xem là 2 phiếu hòa. Cái khả năng của Thu, đấy, ở đây tổng cộng là 2 phiếu này nhá, cộng hai cái này lại là 2 phiếu này. Bây giờ Thu ấy thì ở riêng ở cái chỗ hòa là Thu có hai cái phương án là 1-0-0, à 1-0-2 hoặc là 2 hòa. Tức là có hai phương án là không hòa ván nào hoặc là hòa hai ván. Đấy. Thu ở Đông cũng như vậy, Đông cũng không hòa ván nào và hoặc là hòa hai ván. Thế thì hai cái phiếu thua này, à hai cái phiếu hòa này, một là thuộc của Thu, hai là thuộc của Đông, chứ không phải không thể là mỗi người một phiếu được. Đúng không nào? Mỗi người một phiếu không được. Bởi vì giả sử như Thu được một phiếu hòa ở đây ấy và Đông một phiếu hòa ấy, thì ta thấy là Thu có một phiếu hòa thì được 0,5 điểm. Đúng chưa nào? Mà tổng điểm của bạn ấy là 1. Thế thì nó phải là thêm một phiếu hòa nữa gì? Đúng chưa nào? Như vậy là sẽ thành 2 phiếu hòa. Đấy. Cho nên ấy là chúng ta thì vì Thu và Đông là tình huống giống nhau, cho nên thầy giả sử nhá. Thầy giả sử là Thu 2 phiếu hòa và Đông sẽ không có phiếu hòa nào.
đúng chưa nào? Đấy. Không thể xảy ra 1-1 được, chỉ có 0-2 hoặc là 2-0 thôi, bởi vì tổng là bằng 2 rồi. Thế thì bây giờ ta tiếp là chúng ta xét tiếp này. Bạn Hạ có 3 cái phiếu hòa, tức là hòa 3 ván. Thế thì bạn Hạ phải hòa với gì? Mà bạn Hạ có tất cả là 3 trận. Thế thì Hạ sẽ hòa với Xuân 1 trận. Hạ phải hòa với Thu 1 trận và hòa với Đông 1 trận. Đúng nào? Mỗi một trận đó đều hòa. Nhưng mà Đông thì lại không hòa trận nào. Không mà, không hòa. Đấy. Thế thì ở đây nó dẫn đến cái điều vô lý. Đúng chưa nào? Đông không hòa trận nào thì nó sẽ vô lý. Đấy. Vì vậy cho nên là gì? À, thầy nói lại cái chỗ này nhé. Là bạn Hạ hòa 3 ván và bạn ấy đấu 3 ván. 3 ván thì hòa 3 ván, cho nên phải hòa với cả Xuân, cả Thu và cả Đông. Đấy. Thế thì suy ra là bạn ấy phải hòa với bạn Đông. Đúng nào? Nhưng mà bạn Đông lại không hòa, bạn không hòa trận nào. Cho nên nó dẫn đến điều vô lý. Đúng chưa nào? Đấy. Thế thì đây là phương án mà 0-3-0 của Hạ là phương án nó dẫn đến vô lý, cho nên ta loại nó đi. Đấy. Có lẽ là thầy sẽ phải trình bày lần lượt một chút nhỉ. Chứ không thì tí nữa chúng ta lại phải giảng lại. Đấy, nó không hiểu. Thì thầy trình bày trước nhá cho các bạn nhá, thầy vừa giảng, thầy vừa trình bày. Mà thực ra trong các bài toán tự luận ấy, đặc biệt là suy luận logic thì làm được đến đâu các con hãy trình bày đến đấy. Ví dụ làm được ý A rồi chúng ta cứ trình bày ý A. Lời giải. Đầu tiên ta trình bày ý A là tính điểm của Xuân. Thế thì muốn tính điểm của Xuân thì ta sẽ tính tổng điểm. Tổng điểm thì ta chỉ cần căn cứ này. Như vậy ta thấy là có 3 điểm thắng, đúng không? Có 3 trận thắng. Bởi vì tất cả có 6 trận mà có 3 trận hòa thì có 3 trận thắng. Thế ta thấy là 3 trận hòa này cũng 3 điểm. Tức là gì? Là mỗi trận hòa là 1 điểm. Mỗi trận hòa thì hai bạn, mỗi bạn được 0,5 điểm. Cho nên mỗi trận hòa cũng được cộng lại bằng 1 điểm. Và còn mỗi trận thắng thua thì bạn thắng được 1 điểm, bạn thua được 0 điểm, cộng lại cũng được 1 điểm. Cho nên ta lập luận là mỗi trận đều được tổng 1 điểm. Đấy. Cho nên có 6 trận thì có 6 điểm. Trừ đi thì ta ra được điểm của Xuân. Đấy là ý 1 nhá. Lập luận. Số trận, tổng số trận. Đầu tiên là tính tổng số trận nào. Tổng số trận. Tổng số trận cờ là. Thế thì chúng ta có thể dùng cái công thức như lúc nãy ấy. Thôi không cần, là 6 trận. Các bạn quyết định luôn cho thầy nha. 6 trận. Đấu vòng tròn thì 6 trận. Thế và ta lập luận là mỗi ván có tổng điểm là 1. Tổng điểm là 1. Cho nên tổng số điểm của tất cả các bạn, tổng số điểm 4 bạn đạt được là 6 nhân 1 bằng 6 điểm. Đấy. Và bước tiếp theo là ta tính điểm của Xuân. Vậy điểm của Xuân là, điểm của Xuân là 6 trừ đi 2,5, à trừ đi 1,5, trừ đi 1, trừ đi 1 thì bằng 2,5 điểm. Đây là một ý nhá. Bây giờ chúng ta đi qua ý thứ hai và lập luận cái hướng thứ nhất. Đấy. Lập luận cái thứ nhất này là ta lập luận như thế nào nhỉ? Chúng ta sẽ giả sử, ta suy ra là gì? Như vậy ta phải suy ra cái trận thắng của Xuân trước đã. Đấy. Đúng nào? Đấy là cái ý thứ nhất, thầy đánh dấu sao vào. Đây là ý thứ nhất này. Ý thứ hai thì nó có mấy ý nhỏ. Cái bước đầu tiên là chúng ta phải đi xác định cái số trận thắng và hòa thua của Xuân này.
Xuân được 2,5 điểm, cho nên chỉ có thể thắng 2 và hòa 1. Đấy, Xuân được 2,5 điểm. Xuân được 2,5 điểm, nên chỉ có thể thắng 2 hòa 1. Rồi, thắng 2 đây, hòa 1 đây, đúng không nào? Thắng 2 hòa 1. Bây giờ chúng ta đi giả sử cái phương án là gì? Hạ. Hạ được 1,5 điểm nên có hai trường hợp xảy ra là 1,1,1 hoặc là 0,3,2, à 0,3,0. Đấy. Và ta giả sử cái phương án dưới là 0,3,0 trước. Vậy ta lập luận là hạ được 1,5 điểm. Hạ được 1,5 điểm. Nên có thể xảy ra hai phương án. Nên có thể xảy ra hai trường hợp. Xảy ra hai trường hợp. Trường hợp 1. Đấy, chúng ta đánh dấu cộng thứ nhất là trường hợp 1. Trường hợp 1 là gì? Hòa cả 3 trận. Hòa cả 3 trận. Đấy, hòa 3 trận thì sao? Bây giờ ta đi lập luận để ta dẫn đến. Hòa 3 trận tức là không có trận nào thắng và thua cả. Cái phương án màu đỏ trên này đấy. Thế thì đấy, để lập luận cái chỗ này thì thầy xem là có cái ngắn hơn không. Hòa 3 trận, đúng nào? Thế thì ta thử cái như vậy là Hạ phải hòa với cả Xuân, Thu và Đông. Đấy, Xuân, Thu và Đông. Xuân, Thu và Đông. Xuân, Thu và Đông, đúng không? Xuân thì hợp lý rồi, nhưng mà Thu và Đông mà hòa một trận. Một trận, một trận. Đấy, thì sao? Đây thì ta sẽ đi lập luận cái này trước này. Tức là tổng số của Xuân, của tổng số phiếu hòa của Thu và Đông phải là 2. Đấy. À, thế này các con. Ở đây ấy, chúng ta lập luận là Thu và Đông không thể cùng hòa 1 được. Đúng không nào? À, đây vẫn phải tổng số phiếu hòa là 2. Thì ta đây lập luận là gì? Là 3 trận hòa, có 3 ván hòa hay có 3 trận hòa. Cho nên sẽ có, ta cứ gọi là 6 phiếu hòa đi. Đúng nào? Mà Xuân hòa 1, Hạ hòa 3, cho nên Đông và Thu sẽ hòa tất cả 2 trận. Đấy. 2 trận nhá. Rồi, ta lập luận cái chỗ đó. Ý đầu tiên là gì? Ý đầu tiên là có 3 trận hòa. Có 3 trận hòa. Nên có 6. Mình không gọi là phiếu hòa thì người ta sẽ không hiểu được, cho nên mình sẽ phải gọi cái tên khác đi. Có 6 cái gì? Có 6 điểm hòa không được. Có 6 điểm hòa cũng được, đúng không các con? Điểm hòa tức là gì? Là điểm hòa tức là có 6 lần cái chấm ấy, rồi ta gọi là điểm hòa đi. Có 3 trận hòa nên có 6 điểm hòa. Điểm hòa, điểm thắng, điểm thua, đúng không? Có 6 điểm hòa. Mà Xuân hòa 1, Hạ hòa 3. Đấy. Mà Xuân hòa 1 và Hạ hòa 3. Cho nên tổng số điểm hòa của Thu và Đông là 2. Nên Đông và Thu hòa tổng cộng 2 trận.
và tổng cộng 2 trận. 2 trận, đúng chưa nào? Đấy, tổng là 2. Rồi, tiếp theo ta lập luận là gì? Hạ hòa 3 ván. Cho nên hòa hạ hòa với mỗi bạn một ván. Đấy. Đúng nào, mỗi bạn một ván. Mà tổng số trận hòa của Thu và Đông là 2. Cho nên ta thấy là suy ra Thu phải hòa 1, Đông hòa 1. Đúng nào, Đông hòa 1 và Thu hòa 1. Đấy, tiếp theo là hạ hòa với mỗi bạn một ván. Một ván. Nên cái gì? Nên Thu và Đông mỗi bạn hòa một ván. Nên Thu và Đông, Thu và Đông mỗi bạn hòa một. Mỗi bạn hòa một. Hòa một. Thế thì từ đây nó dẫn đến cái vô lý là gì? Và như vậy là Thu và Đông không thể được một điểm, đúng không nào? Nếu thế thì khi đó Thu và Đông không thể được cùng một điểm. Thu và Đông không thể được một điểm. Một điểm. Đấy, cho nên là vô lý. Đấy, và loại. Thầy hết mất bảng rồi, cho nên là thầy phải xóa chỗ này đi. Có cần thiết không? Tí nữa chúng ta. Rồi, thầy cứ xóa nhá. Như vậy là từ đây ta dẫn đến là gì? Một điểm, cho nên là gì? Vô lý, loại. Vô lý. Vậy loại. Đấy, loại. Rồi. Ta loại cái trường hợp 1 này. Bây giờ ta đi xét đến cái trường hợp 2. Cộng thứ 2 là trường hợp 2. Trường hợp 2 ấy là cái trường hợp nào? Cái trường hợp mà vừa rồi là 0, 3, 0 của hạ này. Trường hợp thứ 2 là 1, 1, 1. Tức là hạ thắng 1, hòa 1, thua 1, được 1,5 điểm. Hạ thắng 1, hòa 1, thua 1. Đúng nào? Thì vẫn được 1,5 điểm. Một trận thắng là được 1 điểm. Hòa 1 điểm, hòa 1 trận là được 0,5 điểm. Cộng lại bằng 1,5. Thầy xóa cái phương án 1 đi. Để chúng ta xem cái phương án 2. Phương án 1 xong rồi, loại rồi. Rồi. Thầy viết lại cái phương án 2 là hạ thắng 1, hòa 1 và thua 1. Bằng màu đỏ các con nhìn thấy nhé. Thế thì cái hàng của hạ này này là số điểm và chính xác rồi. Thế các cái này thì thế nào? Các cái cột thì thế nào? Thì chúng ta thấy là hòa, tổng số phiếu hòa là 6 phiếu. Mà Xuân 1 phiếu, Hạ 1 phiếu. Thế thì còn lại là 4 phiếu. Đúng nào? Đấy. Xuân 1 phiếu, Hạ 1 phiếu, chân còn lại 4 phiếu nữa. Mà 4 phiếu nữa thì sẽ chia cho hai bạn Thu và Đông mỗi bạn 2 phiếu. Đấy. Vì sao lại mỗi bạn 2 phiếu? Bởi vì Thu và Đông chỉ được có 1 điểm thôi, cho nên cùng lắm là 2 trận hòa. Đấy. Cho nên là gì? Thu 1 phiếu và Đông 1 phiếu. Đấy. Vì cái phương án này chắc chắn rồi, cho nên là thầy sẽ viết luôn cái lời giải nhá. Thì khi đó này, có 3 trận hòa hay là có 3 điểm hòa, à có 6 điểm hòa. Có 6 điểm hòa. Điểm hòa.
Trong đó xuân 1 trận hạ 1. Trong đó xuân hòa 1, xuân hòa 1 và hạ hòa 1. Cho nên thu và đông, thầy xin lỗi, mỗi người hòa 2 cơ mà. Thầy vừa viết số 2 xong lại nói là 2 thì lại viết số 1. Đúng nào? Thì có 6 cái phiếu hòa, nhưng mà xuân 1, hạ 1 thì thu phải 2 và đông phải 2. Đấy. Hạ hòa, xuân hòa 1 và hạ hòa 1. Nên thu và đông mỗi người hòa 2 ván. Nên mỗi bạn thu và đông. Thu và đông hòa 2 ván. Đấy. Bởi vì chúng ta có thể mở ngoặc ra là vì điểm tối đa của điểm của đông và thu là 1. Đấy. Vì điểm của thu và đông bằng 1. Đông là 1. Bây giờ chúng ta xem là, thế thì sơ bộ là chúng ta đã có được cái phương án rồi. Đây con thể để ý nhé. Thu ở đây có cái phương thu có thể có hai phương án là 102 và 021. Đấy, thì cái phương án, nhưng mà mình đã chốt là thu hòa 2, cho nên nó rơi vào trường hợp dưới này là 021. Đấy, vậy thì các con có thể khẳng định đây là 0, đây là 1, đúng không nào? Đấy, tức là gì? Thu hòa 2 trận và thua 1. Thế còn đông thì sao? Cũng thế, cũng là 0, 2, 1. Đấy, có thể khẳng định được cái điều đó. Nếu cần thì chúng ta khẳng định, mà không thì thôi, tí nữa ta xem là có dùng gì đến 4 cái này không? Nếu mà dùng thì ta sẽ lập luận, mà không thì thôi. Bây giờ tiếp theo, chúng ta sẽ đi làm thế nào để lập luận được cái ván giữa xuân và hạ. Thế thì ở đây các con thấy là xuân thắng 2 và hòa 1. Đấy, hạ thì thắng 1. Thắng 1, hòa 1 và thua 1. Thế thì như vậy là xuân không thua, đúng không nào? Không thua trận nào. Vì vậy cho nên là gì? Xuân không thể thua hạ được. Thế thì chỉ có thể là hòa hoặc là thắng thôi. Thế thì mình đi giả sử một trường hợp đi, để loại nó đi. Đấy. Thế thầy sẽ giả sử là xuân hòa với hạ nhá. Thầy giả sử xuân hòa với hạ. Đây là giả sử 1 này. Giả sử 1 này. Đấy. Là xuân hòa với hạ. Tức là trong cái trận này thì mỗi bạn được một điểm, đúng là được một phiếu. Và đó chính là cái phiếu mà của xuân và của hạ đây. Thì đấy là cái phiếu mà được lấy trong cái trận giữa xuân và hạ. Giả sử xuân hòa hạ. Xuân hòa hạ. Thế thì chúng ta sẽ thấy là phương án này nó sẽ vô lý. Bởi vì sao? Bởi vì khi đó mà xuân hòa có một trận và hạ có một, xuân và hạ đều hòa một trận và hòa nhau, đúng như nào? Tức là hai cái phiếu này là ở cái trận đó. Thế thì thu đây này, thu và đông đây này, đấy, cùng hòa hai trận, và thực ra là hòa hai trận với nhau. Bởi vì thu và đông đều hòa hai trận mà. Đúng nào? Thầy nói lại nhé. Xuân hòa một trận. Và cái trận hòa đó đã hòa với hạ rồi. Đấy. Như vậy hai cái phiếu này là ở cùng cái trận của xuân và hòa. Thế thì vì thế cho nên là thu hòa hai trận thì chỉ có hòa cùng hòa với đông hai trận thôi. Đấy. Tức là khi đó thu cùng hòa với đông hai trận. Thế thì điều này thật là vô lý, bởi vì thu và đông chỉ đấu với nhau một trận.
cho nên không thể cùng hòa hai trận được. Đấy, thế ta đi lập luận luôn chỗ đấy để khẳng định là phương án này là vô lý. Thế giả sử Xuân hòa Hạ, đúng nào, Xuân hòa Hạ, thì khi đó hai trận hòa còn lại, hai trận hòa còn lại là hai trận của Thu và Đông, đúng nào, thì đều tức là hai trận Xuân và Hạ hòa một trận mà có tất cả là ba trận hòa, thế thì hai trận hòa còn lại đấy là hai trận giữa Thu và Đông, thì điều đó dẫn đến vô lý nhé. Giả sử Xuân hòa Hạ một trận đấy, mà có ba trận hòa, có ba trận hòa, trận hòa, cho nên Thu và Đông phải hòa với nhau hai trận, nên Thu và Đông phải hòa nhau hai trận, hòa nhau hai trận, hai trận. Điều này vô lý, vô lý, cho nên là gì, loại. Đấy, thì chúng ta đã loại đi trường hợp là như chúng ta nói là có hai khả năng là Xuân chỉ có thể thắng Hạ hoặc là hòa thôi. Nhưng mà cái trường hợp mà Xuân và Hòa và Hạ hòa nhau là ta bị loại rồi. Cho nên ta khẳng định là gì? Vậy Xuân phải thắng Hạ. Nhưng mà trước khi đi thẳng khẳng định thì ta nói là gì? Vì Xuân không thua, đúng nào? Cho nên Xuân phải thắng Hạ. Đấy. Mà Xuân không thua, mà Xuân không thua, Xuân không thua, nên Xuân phải thắng Hạ. Thắng Hạ. Đấy, và đấy là kết luận. Thì các con thấy đây là một cái bài toán rất là phức tạp. Cái ý đầu tiên thì nó đơn giản rồi, cũng không có vấn đề gì. Nhưng để lập luận được cái ý thứ hai thì chúng ta đã trải qua, có thể nói là khảo sát rất là nhiều phương án. Đấy. Thế thì thực ra bài này không có nhiều thời gian để thầy phân tích kỹ cho các con về các cái hướng tư duy. Nhưng mà thầy cũng cố gắng ấy là tóm tắt lại đấy, để cho chúng ta có một cái hình dung được là cái cách thức để mà chúng ta làm một cái bài suy luận logic, xét các cái phương án, các cái khả năng đấy, và đưa ra được cái kết luận. Thế thì có thể tóm lại được như thế này: muốn khẳng định một phương án nào đó, ví dụ phương án 2, phương án 1 chẳng hạn, ví dụ ban đầu ta có 3 phương án nhé, có 3 phương án. Thế bây giờ ta xét là 3 phương án, là phương án 1, phương án 2 và phương án 3. Nếu phương án 1 là vô lý, phương án 2 cũng vô lý, thì chúng ta có thể suy ra là chỉ có thể là phương án 3 thôi. Chỉ có thể là phương án 3. Đấy. Và chúng ta kết luận luôn là gì? Vậy phương án 3 là phương án đúng. Đấy. Và đây là cái cách để mà ta lập luận trong cái bài này. Thì các con chú ý như vậy. Rồi, cái bài này thì như thế.